Đã ok. Xin giới thiệu với mọi người, đây là bộ kiểm tra cảm biến CKP. Ở đây có bốn mắt kiểm tra CKP, có tên đàng hoàng. Đây là xung khiển PCB, đây là pha U, pha V và pha V kép, tượng trưng cho 3 pha. Và đây có màu, có tên của nó đây. Mắt nào không sáng là hỏng dây đó hoặc là hỏng pha đó. Ở đây mình có hai cái kẹp cá sấu đỏ đen, tượng trưng cho là dương ắc quy và âm ắc quy. Đó, thế thì nhờ bạn Bảo cấp nguồn âm dương cho bộ kiểm tra. Dương cấp vào dương, âm cấp vào âm. Đấy. Và đây mình có hai cáp, một cáp dành cho loại cáp mỏng như là SH đời mới hoặc là Vision. Còn cáp này dành cho SH1 và AB2013 đệ tử đấy. Rồi, thì ở đây mình dùng cáp nhỏ. Thì mọi người kết nối cái đầu vào cái đầu cảm biến CKP ở dưới vô lăng. Đấy, nhớ kết nối đầu ở dưới vô lăng nhá, có cắm nhầm cũng không được đâu. Thì ở đây mình thấy là một đèn pha V sáng. Thế bây giờ mình phải quay vô lăng. Ở đây nhờ anh Tính, anh quay vô lăng. Đấy, là anh ấy tháo ra anh quay vô lăng côn. Anh quay bên côn để làm cho vô lăng quay. Đấy. Thì mình quay, mình thấy này. Tất cả các đèn không chết đèn nào. Thì là cảm biến CKP tốt. Đấy. Đây là buổi tối nó không được LED nhưng mà vẫn nhìn rõ đúng không? Vẫn lên đủ 4 bóng. Rồi, 4 bóng lên. Tức là cảm biến CKP đã hoạt động tốt. Rồi, suy ra là cảm biến CKP tốt. Ok. Bây giờ mình sẽ lấy một con chết để cho mọi người xem nhé. Ở đây là mình có một cái bộ điện, một cái con cảm biến CKP đã bị chết rồi, đã thay ra rồi. Thì bây giờ mình tượng trưng là lắp trên xe. Mình lắp vô lăng và tượng trưng là vô lăng ở trên xe. Và bây giờ nhờ anh Khanh, anh ấy quay vô lăng. Giữ con điện quay vô lăng. Đấy, ở đây là cái AB thì sử dụng rắc cắm to. Đấy, bây giờ bạn Bảo vẫn tiếp tục cấp nguồn vào, cho bộ đo. Cảm ơn. Rồi. Đấy, nhờ anh Khanh quay. Anh quay đây, để gần ở đây. Ở đây mình thấy là pha V là không sáng đèn. Đó, pha V không sáng đèn nhá. Vậy thì suy ra là cái cảm biến CKV này bị chết mất một cái cảm biến pha V. Rồi, như vậy là kiểm tra rất dễ dàng luôn. Không cần phải đồng hồ, không cần đặt thang đo, không cần đảo que. Chỉ cần cấp nguồn và cắm rắc. Sau đó là làm vô lăng quay. Thế là biết ngay là cảm biến có hoạt động hay là tèo nhá. Rồi, rất dễ dàng kiểm tra. Video đến đây là hết. Xin chào tất cả mọi người. Gần quá. Gần quá.